Mở trình duyệt web. Chúng ta nhập từ khóa để tìm kiếm đường link download file ISO Windows 10. Chọn đường link download trực tiếp từ Microsoft. Mặc định, Microsoft không cho phép download trực tiếp file ISO để cài đặt Windows 10 về trên máy tính. Chúng ta chỉ có thể update Windows hoặc download tool hỗ trợ, nhưng yêu cầu phải có license mới cho phép cài đặt. Tại giao diện trang web, chúng ta nhấn và giữ cùng lúc 3 phím Ctrl, Shift cộng phím Y ngắn. Hiện trang Page Source của trang web bên phải màn hình. Tiếp tục nhấn giữ 3 phím Ctrl, Shift cộng phím M. Giao diện của trang web sẽ được chuyển sang định dạng như trên các thiết bị di động. Chúng ta làm mới lại trang web. Sẽ chỉ đường dẫn cho phép chúng ta download đến file ISO. Mục Select Edition. Chọn Windows 10. Rồi chọn Confirm. Chọn ngôn ngữ cho phiên bản cần download. Chúng ta nên chọn bản English International. Chọn phiên bản cần download là 32 bit hay 64 bit. Nếu cấu hình máy tính chúng ta thấp, thì nên chọn phiên bản 32 để cài đặt, để sử dụng nhanh và nhẹ máy tính. File ISO đang được download về máy. Thời gian download khoảng 15 đến 20 phút, tùy cấu hình máy tính và đường truyền Internet. Download hoàn tất. Chúng ta được file cài đặt gốc của Windows 10 từ Microsoft.